Ba Dũng đang tập cho Nguyễn Thanh Nghị sinh tồn giữa chính trường hiểm ác ra sao. Cái chết của ông Nguyễn Phú Trọng là niềm vui lớn cho gia đình nhà Ba Dũng. Khi ông Trọng đang còn sống, Nguyễn Thanh Nghị chỉ dám đặt mục tiêu là tồn tại, không bị xử lý. Làm gì cũng phải thận trọng, không dám kinh động đến văn phòng Trung ương Đảng. Còn Nguyễn Phú Trọng thì Nguyễn Thanh Nghị còn bị giam tại ghế ủy viên Trung ương Đảng. Cái chết của ông Trọng mang đến sự giải thoát cho cả ông Nguyễn Tấn Dũng. Nay ông Dũng có thể dựa vào Tô Lâm để vạch ra lộ trình cho Nguyễn Thanh Nghị. Gần 3 nhiệm kỳ ngồi ở ghế ủy viên Trung ương Đảng đã là quá lâu. Ở tuổi Nguyễn Thanh Nghị hiện nay, Võ Văn Thưởng đã vào Bộ Chính trị. Nguyễn Thanh Nghị cần phải tranh thủ, bởi nếu không vào được ghế ủy viên Bộ Chính trị thì chưa thể chen chân vào mâm cỗ dành cho nhóm siêu quyền lực. Võ đài chính trị ở Việt Nam hiện nay không phải là nơi dành cho Nguyễn Thanh Nghị. Nếu ở ghế ủy viên Trung ương Đảng, chỉ cần một đòn đơn giản thì cũng sẽ bị dụng. Còn nếu được Bộ Chính trị thì gần như miễn nhiễm chức luật pháp. Đến nay, chỉ duy nhất có Đinh La Thăng là ủy viên Bộ Chính trị bị khởi tố. Tô Lâm xây dựng sức mạnh chính trị dựa trên bộ khung bao gồm những người Hưng Yên. Thế nhưng mô hình này thì đang gặp khó khăn vì không đủ người để bố trí vào các vị trí lãnh đạo như nhóm Nghệ An hay Hà Tĩnh. Muốn đưa người vào Bộ Chính trị thì phải có quy trình, dù có giản lược thì cũng phải đáp ứng được những tiêu chí cơ bản. Ví dụ như ông Lương Tam Quang chưa đáp ứng được quy định đã kinh qua ủy viên Trung Đảng tròn một nhiệm kỳ trở lên để được vào Bộ Chính trị, nhưng ít ra ông cũng là ủy viên Trung ương Đảng. Khả năng cao đến đại hội lần thứ 74, nhóm Hưng Yên chỉ có thể đưa thêm một người vào Bộ Chính trị, đó là ông Nguyễn Duy Ngọc. Mô hình Hưng Yên cộng miền Nam có thể là xem ở mô hình mở. Thành viên miền Nam trong nhóm này sẽ được Ba Dũng lựa chọn. Dưới thời ông Nguyễn Phú Trọng, cánh miền Nam thất thế và gần như tan rã. Giờ đây, tàn quân miền Nam rất cần một đầu mối để quy tụ quần hùng, tái lập sức mạnh. Người này không ai khác, chính là ông Nguyễn Tấn Dũng. Có vẻ như Tô Lâm muốn mở rộng nhóm Hưng Yên, nhưng ông là một kẻ đa nghi, luôn sợ bị làm phản. Nếu được đại ca đứng ra quy tụ quần hùng, bổ sung nhân lực cho nhóm thì có thể ông Tô Lâm sẽ giảm bớt nỗi lo. Trong vai trò quân sư cho Tô Lâm, Ba Dũng có cơ hội tốt để dẫn dắt Nguyễn Thanh Nghị từng bước tham gia vào tập đoàn quyền lực Hưng Yên và tái lập phe miền Nam hùng mạnh như thời Ba Dũng làm thủ tướng. Nguyễn Thanh Nghị cần sớm trở thành kẻ chơi cờ như Tô Lâm và Phạm Minh Chính thì lúc đó ông mới có đủ được số phận của chính mình và làm chủ bản thân. Muốn tiến thần thì phải vào được Bộ Chính trị, đồng nghĩa phải chấp nhận những trận đấu sinh tử. Nếu Nguyễn Thanh Nghị vào Bộ Chính trị, phe quân đội cũng không thể không đề phòng. Bởi nơi nào có Nghị tham gia thì nơi đó quân sư Ba Dũng bày đường chỉ lối. Trong số hạt giống đỏ non trẻ, xem ra Nguyễn Thanh Nghị là may mắn hơn cả vì được tía là Ba Dũng vận động hậu trường. Đáng chú ý là đương kim Hoàng thượng từng có mối quan hệ thâm giao với ông bà, vì thế Nguyễn Thanh Nghị đang đứng trước cơ hội rất lớn để mà phát triển sự nghiệp cho mình. Ông Ba Dũng đang chuẩn bị một nền tảng vững chắc để đưa Nguyễn Thanh Nghị trở thành người điều binh khiển tướng trong tương lai, chứ không phải là công tử bột như hiện nay. Bài học từ một công tử bột chính trị như ông Võ Văn Thưởng vẫn còn đó, khi chỉ biết dựa vào người khác thì chỉ cần một đòn nhẹ cũng bị đánh cho ngã nhào. Chính trường thì đầy hiểm ác. Ba Dũng thì đã 75 tuổi, được xem là gần đất xa trời. Nếu trong vòng 5 năm tới Nguyễn Thanh Nghị không trở thành võ sĩ hạng nặng thì rất khó có thể trụ lại nơi hiểm ác này. Chúng ta hãy đợi xem Ba Dũng trồng người cho gia tộc của ông như thế nào. Quý vị các bạn vừa theo dõi bản tin Ba Dũng đang tập cho Nguyễn Thanh Nghị sinh tồn giữa chính trường hiểm ác. Quý vị các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de. Bài tẩy trên tay liên tục bị lật, Tô Lâm điên cuồng truy vết. Báo chí Việt Nam hiện nay tạm thời chia làm hai luồng chính. Luồng do đảng chăn dắt thì đảng gọi là báo chí chính thống, tuy được gán mỹ từ chính thống nhưng đây là loại báo chí kém chất lượng nhất về mảng chính trị.
Nó chuyên che đậy cái xấu của chế độ và bịa ra cái tốt để tô hồng, khiến cho người dân hết thế hệ này đến thế hệ khác phải ăn bánh vẽ. Luồng thứ nhì là báo chí tự do. Đây chính là nguồn tin phản ánh sự sống động hậu trường chính trị tại Việt Nam. Tuy nhiên, trong thể loại báo chí tự do này cũng có nhiều cấp độ tự do kiểm duyệt và tự do hoàn toàn. Báo chí tự kiểm duyệt thường đưa ra quan điểm thận trọng, cấp tin khi những tin này đã được họ kiểm chứng chính xác 100%. Tuy loại báo chí này có độ khả tín cao, nhưng trong trường hợp chính trường náo loạn, họ lại không đưa kịp những tin tức nóng nhất từ hậu trường đưa ra, bởi có những tin ban đầu tưởng như không có cơ sở, nhưng sau đó lại là sự thật. Nguồn báo chí tự do không tự kiểm duyệt chính là loại báo chí mà chính quyền cộng sản sợ nhất. Nguồn tin nội bộ thường được đưa ra công chúng từ những nơi này. Khi chính trường còn đang có vẻ như yên ắng, họ lại đưa tin động trời và sau đó trở thành sự thật. Diễn biến chính trường nó như cơn sóng thần vậy. Nó là loại sóng ngầm ở nơi ngoài khơi, nhưng khi gần đến bờ nó trồi lên và tàn phá. Loại tin mà biết trước như thế khiến cho người dân biết rõ tình hình nội bộ đấu đá lẫn nhau, mà đặc biệt là đối thủ biết phía bên kia có ý định gì nên đã tìm cách hóa giải. Chính trường Việt Nam trong những tháng vừa qua là kết quả thắng lợi của Tô Lâm và phe Hưng Yên. Tuy nhiên, khi lên đỉnh cao quyền lực thì Tô Lâm dường như không còn giữ được yếu tố bất ngờ nữa, nên hiện nay kế hoạch thâu tóm quyền lực của Tô Lâm đang rất khó khăn. Trước đây, phe quân đội như đang ngủ quên và để cho Tô Lâm vượt mặt giành lấy ghế tổng bí thư. Ý đồ của Tô Lâm đã bị phơi bày rất nhiều khi Tô Lâm lần lượt chọn Lương Tam Quang nắm Bộ Công an và chuyển Nguyễn Duy Ngọc về ban bí thư để xây dựng căn cứ thứ nhì. Chưa hết, hai tướng gốc Hưng Yên tại Bộ Quốc phòng cũng bị điểm mặt là người được Tô Lâm nuôi lớn để mà chiếm lấy Bộ Quốc phòng, biến Bộ Quốc phòng thành Bộ Hưng Yên thứ hai. Những kế sách ấy Tô Lâm không bao giờ nói cho ai biết. Tuy nhiên, những cặp mắt quan sát tinh tường trong xã hội đã phán đoán và phân tích cho bạn đọc được biết. Có lẽ cũng nhờ đó mà phe đối nghịch với Tô Lâm cũng có nguồn tin quý giá để mà đoán trước được ý đồ của Tô Lâm và ra tay ngăn chặn. Việc Lương Cường giành lấy ghế chủ tịch nước và cùng Phan Văn Giang đi Chile cho thấy hai phe mạnh nhất trong quân đội đang xích lại gần nhau hơn. Điều đó có nghĩa là chi nhánh quân đội của Hưng Yên đang bị hai thế lực mạnh nhất chú ý. Vì thế, ý đồ Tô Lâm tại Bộ Quốc phòng ngày một khó khăn hơn. Đó là Hưng Yên hóa cả Bộ Quốc phòng. Chuyến đi của ông Lương Tam Quang đến Đức vào hồi tháng trước, ngoài việc để đánh đổi lấy bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, thì ông này cũng đề nghị phía Đức bịt miệng tự do ngôn luận trong những nguồn tin từ nước này để Tô Lâm không phải bị liên tục lật bài tẩy. Tuy nhiên, Đức là nhà nước tự do, không phải muốn bịt miệng báo chí là bịt được. Đức hoàn toàn khác Việt Nam. Tô Lâm rất căm những nguồn tin lật tẩy ông ta, tuy nhiên cũng nhờ những nguồn tin này mà các phe phái có đường chống đỡ trước dã tâm của Tô Lâm. Nguồn tin báo chí tự do từ nước ngoài không hẳn là có hại. Có lẽ nó chỉ có hại với Tô Lâm nhưng lại có lợi cho thế lực khác. Còn nguồn tin báo chí tự do tốt như thế nào với người dân? Nó đã vạch ra bản chất thật sự của Đảng Cộng sản trước bàn dân thiên hạ để người dân hiểu đúng bản chất thật hơn của chế độ này. Chế độ mà hàng ngày vẫn đều đều tiêm độc dược vào tư tưởng của người dân cả nước. Quý vị các bạn theo dõi bản tin bài tẩy trên tay liên tục bị lật. Tô Tổng điên cuồng truy vết. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo.de.